Nhìn sơ sơ qua thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có khoảng tầm là 2, 4, 7 ngôi nhà, tức là 6 ngôi nhà và một cái tháp. Ok, thì ở phía giữa trung tâm thì nó đã có một, nó có kiểu như một cái sân thì đúng hơn, không phải là một cái nhà. Nó là một cái sân để phơi cá mọi người ạ. Mình sẽ thử kiểm tra xem là cái mục đích cái việc phơi cá này ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta được cái gì ha. Mình sẽ lấy một con cá ra đi. Con cá ở nằm phía nào nhỉ? Ở phần thức ăn của ông ta. Đây, mình sẽ lấy mấy con cá này mình lấy được không nhỉ? Chắc lấy được ấy, thử xem. Ok, rồi. Lấy có cá sống không ta? Cái này có được tính là cá sống không nhỉ? Mình sẽ đổi sang chế độ sinh tồn này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử click vào xem là có phơi. Mình phơi được nè. Và khi mà mình phơi khô á, mình hiểu rồi. Khi mà mình click cái này á thì mình sẽ không lấy được và phải đợi một thời gian. Nó giống như việc các bạn nướng thịt đấy. Thì nó sẽ, khi mà chúng ta thu hoạch thì chúng ta sẽ được một con cá khô như thế này đây. Cá khô như thế này thì hình như là nó sẽ tăng cho các bạn 15 độ đói thì phải. Đấy, khi mà các bạn ăn vào các bạn sẽ được hồi 15 độ đói. Ok, có vẻ như là ngon đấy các bạn ạ. Đây, các bạn thấy không? Một cái xào như thế này thì các bạn sẽ phơi được 3 chú cá. Rồi, đấy là về phần phơi cá. Mình sẽ vào một ngôi nhà này đi, để xem là nhà bên này có cái gì thú vị không. Trong này thì có giường này, có rương này, rương thì không có gì cả. Lọ này, rương bên này thì có cá khô. Thì mình nghĩ là cái làng này gọi là làng chài các bạn, tại vì nó liên quan đến cá mà, gần biển thì chỉ có làng chài thôi. Bên này, uầy, bên này có cá luôn. Lanh quanh thì những cái rương này chủ yếu là chứa cá là chính các bạn ạ. Trên này có gì không ta? Mình sẽ đổi sang sáng tạo. Trên này có đá phát sáng này. Nhà nói chung là cấu trúc nhà rất là đẹp luôn, tại vì là cái mái nó được sửa đổi các bạn. Sử dụng cái mái tam giác nhỏ nhỏ như thế này này thì nó xây trông rất là ảo diệu luôn, có độ cong đường nét ha. Đấy, thì mình có để ý qua thì chúng ta vào hai nhà rồi. Chúng ta thấy rằng là có dân làng này. Dân làng này cũng như dân làng ở khu sa mạc thôi, các bạn sẽ không click được. Có lẽ là những dân làng này họ sẽ đi thu hoạch cá phơi các bạn ạ. Không có gì hết. Ở đây thì rương, có hai rương à. Nhìn chung thì mỗi nhà sẽ có hai rương. Ủa, cái bàn này bàn gì đấy? À, mình biết rồi, đây là cái bàn biên soạn sắt các bạn ạ, biết kiểu như là viết sắt đấy các bạn. Thôi, bỏ qua đi, bàn này thì chúng ta cũng chẳng cần thiết lắm. Mình vào được 3 ngôi nhà rồi. Thì điểm chung của những ngôi nhà này là có những cái rương và giường. Thì rương thì chỉ có cá thôi. Mình chưa thấy vật phẩm nào gọi là ngon lành cằn đào cả mọi người ạ. Uầy, nhà bên này nhiều rương thế. Rương trống không thế này cũng chẳng nhẽ. Uầy, con bé con này nó cầm cái can nướng này các bạn. Công nhận là bản cập nhật lần này cực kỳ đã luôn, một bản mà big update. Ở đây thì mình thấy có một tòa tháp này, và cái tòa tháp ở trong này nó có một cái tượng mọi người ạ. Đây, một cái tượng đây, mình cũng khi mà mình click vào thì chẳng thấy gì cả. Nhìn chung thì chỉ là một cái tượng không thôi thì phải, hoặc là có thể triệu hồi cái gì đấy. Này, ở đây thì nó có cái nó có một cái bản kiểu như là hiện gọi là gì nhỉ, hồi xưa ấy, kiểu như là một cái di tích đó mọi người. Nó giống như kiểu khu sa mạc ấy. Đấy, ok. Không có gì thêm cả. Bên này thì sao nhỉ? Bên này thì cũng chỉ gọi là có những cái sàn thôi. Mình sẽ cố gắng kiếm thêm một cư dân gì đấy nó lạ, kiểu như là có thể mua bán trao đổi ấy mọi người. Trong này thì cư dân đi ngủ mà mở mắt rồi còn ôm cá đó mọi người ạ. Ảo thật đấy. Đây, bố mẹ đang nằm ngủ, thằng con này đang ngồi nướng thịt hay gì đây. Ra ngoài thì mình thấy có một bạn đang ngồi câu cá mọi người ạ. Ảo thật đấy. Bạn ơi, bán gì không bạn ơi? Bạn này thì chỉ câu thôi chứ chẳng làm gì cả các bạn. Thôi xong rồi. Mình lỡ đánh vào nó bu vậy. Uầy, trưởng làng. Trưởng làng thì uầy, trưởng làng bán cả cái máy này luôn mọi người ạ. Rồi bán đồ lặn này, bán cá này. Nhìn chung thì mỗi một khu làng thì sẽ có một người buôn bán thương nhân khác nhau. Ok, có cả cây dừa này. Cây dừa để mình coi xem là có trái hay không ha. Đây, có trái dừa đây. Chúng ta thử kiểm tra xem là trái dừa thì khi mà chúng ta ăn hoặc là uống thì nó sẽ được cái gì ha. Trái dừa nằm ở chỗ nào nhỉ? Ở đây có hiện không ta? Không cho lấy thế này nhỉ? Thôi thì mình sẽ lấy cái rìu vậy. Mình sẽ lấy cái rìu để mình thu hoạch đi, cho nó thực tế mọi người ạ. Quả dừa các bạn ạ. Các bạn ăn quả dừa này thì nó sẽ hồi cho các bạn 15 thể lực ha.
khi mà các bạn trồng xuống á, thì trồng xuống hố thì nó sẽ tạo ra một cây dừa. Đấy, thì nó ghi như thế này. Còn đây là lá cây dừa. Đấy, lá dừa khổng lồ, một chiếc lá lớn như thế này thì nó sẽ cháy rất là lâu nếu như các bạn làm chất đốt ha. Nói chung là nó cũng sử dụng để làm đốt lửa trại thôi. Ui, ngã. Ok, đấy. À, mình sẽ test luôn gỗ dừa thì trông như thế nào nhá. Ui, dừa. À, khi mà chúng ta chặt những cái khối gỗ dừa thì nó sẽ không ra những cái khối đâu, mà nó sẽ ra những cái gọi là nó kiểu giống gỗ ván đấy mọi người. Đấy, thì có sử dụng này để chế tạo công cụ các thứ thôi. Một nguyên liệu mới. Ok, tổng quan thì cái dừa nó sẽ như thế. Mình sẽ thử khám phá thêm nào. Tại vì có một phần đó là hiện tại thì cái mô đồ ở bên những cái khối ở trên bên phiên bản Trung Quốc thì nó sẽ hơi khác bên Việt Nam một tí ha. Nên là có vài cái thì Việt Nam của chúng ta chưa được cập nhật, hoặc là có thể không luôn. Ok, mình đã khám phá xong cái khu làng trài này rồi. Mình sẽ kiểm tra thêm một vài cái nữa, ví dụ như là map này. Bây giờ thì map nó sẽ thay đổi và thật sự là các bạn sẽ phải đi tìm mở rộng ra. Thì cái việc map như này sẽ giúp cho các bạn biết rằng là à, kiểu như là chỗ nào chưa đi, chỗ nào đi rồi. Đấy, chỗ nào chưa đi thì nó sẽ đen thui, chỗ nào đi rồi thì nó sẽ sáng lên ha. Mình sẽ đi khám phá ra biển đi. Uầy, nếu như các bạn thấy rằng là ở sa mạc thì nó sẽ có bão cát, thì ở đây nó sẽ có gió mọi người ạ. Gió biển nhá. Đấy, các bạn thấy có những cái luồng gió không? Và khi mà luồng gió xuất hiện thì cái đám hải âu thì nó bay theo bầy đàn, nó chạy, nó né đi. Chết chưa? Các bạn thấy đã không? Phía dưới này thì có cá đại dương này. Uầy, bây giờ thì màu nước cũng thay đổi, nó sáng hơn rồi, không có đen tối như hồi xưa nữa. Trông khá là được luôn. Có cả ngọc trai này các bạn thấy ngọc trai chưa? Mình sẽ lấy cái nghĩ là thu hoạch, là sẽ lấy bằng cái một cái gì nhỉ, cái cuốc à, cuốc cũng không đúng lắm, hoặc là rìu. Thôi thử đi, thử khoan cả hai. Uầy, cái gió thổi mạnh ghê luôn. Cái đổi sang này để xem là lấy bằng gì. À đây, click bằng tay chẳng cần phải lấy bằng gì cả. Đây là ngọc trai nhá, chúng ta thử khám phá xem là ngọc trai thì được cái gì. Ngọc trai này dùng để chế tạo, gọi là kiểu như chế gì nhỉ, chế gì đây ta? À, nhà máy lọc oxy các bạn ạ. Ok, dùng để chế tạo nhà máy lọc oxy. Chẳng biết nữa mà máy lọc oxy trông như thế nào ta. Nó ghi thế các bạn ạ, mình chẳng biết lắm. Uầy, ở đây có vũ khí mới này các bạn. Chúng ta có cây lao móc này. Cây móc này, cây này thì sát thương là 25 ha. Vũ khí cận chiến nhưng mà có thể ném khi được gồng sạc lên ha. Tức là khi mà chúng ta gồng chúng ta ném thì nó có thể bay như kiểu cây giáo hay sao ấy. Đúng rồi. Đấy, nó không khác gì cây giáo đá bình thường mọi người, nhưng mà sát thương thì cao hơn. Mày uầy, 72 đam mọi người ạ. À, ném chí mạng. Mày uầy, con chim hình như nó tấn công mình các bạn. Có, để coi. À không, chim này sao tấn công được nhỉ. Ok, tiếp theo kiểm tra xem nào, có gì vui không. À, có cung mới luôn. Wow, cây cung này hình như là làm từ răng cá mập mọi người ạ. Uầy, cây cung răng cá mập đỉnh luôn, sát thương 25. Đấy, xịn sò xịn sò. Cung làm từ răng cá mập này, còn có cả tên mũi tên luôn. Mũi tên cũng làm từ lông lông chim vậy, lông chim hải âu mọi người ạ. Đấy, đây là lông chim được làm từ hải âu này. Ok, mình sẽ thử xem là bắn nó có cảm giác không nhá. Rồi, chim đâu? Mày à, bưởi. Uầy, đám to phết. Như các bạn cũng đã biết thì cái cung của chúng ta, cái cung cũ thì nó enchant nó khoảng tầm chỉ có được một dòng thôi đúng không? Bây giờ mình sẽ thử xem là cái cung răng cá mập này sẽ được enchant mấy dòng nhá. Uầy, 3 dòng các bạn ạ. Ngon, không khác những cái nỏ luôn. Đỉnh. Rồi, bây giờ thì mình sẽ kiểm tra luôn cái giáo ấy. Ừ nhỉ, cái giáo xem là enchant được mấy dòng. Đây, cái giáo đây. Rồi đây là những cái bộ đồ bơi này. Thì đó mình sẽ trải nghiệm sau ha. Cái sóng biển, cái gió biển đây nó thổi cũng bay các bạn ạ. Nó đẩy lùi mình ra kìa. Cái này ổn, cái này có một dòng mà tụi bắp rồi. Mình sẽ thử đồ bơi ha. Đồ bơi thì đúng như mình nói là hai loại, một loại đồ đồng, một loại là đồ
quặng mới mọi người ơi. Chúng ta sẽ có những loại đá quặng mới hay sao ấy. Để coi nào. Quặng mới là quặng quặng này đây. Đây là một loại khoáng sản mới. Nó gọi là khối mangan. Khối mangan mọi người ạ.